Có tới 9 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, thay vì hoàn lương, Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1987, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, lại ngựa quen đường cũ đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Bằng kinh nghiệm vào tù ra tội của bản thân, vào ban đêm, Thắng bàn bạc với các đối tượng trong ổ nhóm đi khảo sát, sau đó trộm cắp dây cắp điện tại các công trình mới được xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh. Từng là công nhân xây dựng, nên Nguyễn Văn Thắng nắm rõ lõi đồng trong dây cáp điện có giá trị rất cao về kinh tế. Vào rạng sáng ngày 16 tháng 5, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, Thắng cùng 3 đối tượng khác đã thực hiện hành vi cắt trộm hơn 50 dây cáp điện tại khu cổng trường tiểu học Văn Khê A, huyện Mê Linh, khiến cả một khu vực bị ảnh hưởng vì mất điện. Số dây cáp điện này, sau khi tách vỏ, các đối tượng thu được khoảng 100 kg đồng. Sau đó các đối tượng đem bán với giá hơn 20 triệu đồng để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Vào thời điểm đêm muộn, vào khoảng 12 giờ, thì tôi gọi anh Cường và anh Giáp đi cùng tôi xuống nhà anh Thanh và nhờ anh Thanh đi chở và lấy xe của anh Thanh. Và tôi cũng mượn anh Thanh kìm, thì anh Thanh có nói với tôi là kìm trong nhà vào mà lấy. Thì tôi là vào tôi lấy cho trong bao tải, tôi cầm đi và anh em đèo nhau đi. Trước khi đi là tôi có lấy khẩu trang và tôi bịt xe của tôi. Đến thời điểm đấy thì là đến đấy thì đến trường mầm non Văn Khê, chúng tôi đến cổng trường thì anh Thanh để xe ở ngoài và tôi với anh Giáp với anh Cường là có bảo nhau trèo cột nhưng tôi không trèo được đấy, thì anh Cường và anh Giáp trèo lên trước, còn tôi ở dưới tôi cắt. Thì khi anh Cường thì anh Giáp xuống thì là tôi cắt thì bị lổ, vì tôi không hiểu gì về điện, lần đầu tôi cắt điện tôi không hiểu gì, điện nó lổ to quá nên tôi sợ nó cắt nữa. Thì một lúc sau tôi thấy là nó tối om xung quanh mất hết điện rồi, thì tôi thấy rằng là yên lành rồi tôi cắt tiếp. Sau đó cắt xong rồi anh em chúng tôi bảo nhau kéo xe vào và cho lên xe và trở về và tôi sau khi đó tôi bán lại cho anh Thanh. Vì chú anh em làm ăn với nhau quen biết, và thứ hai nữa thì đợt vừa rồi tôi cũng chạy xe thì cũng bị va chạm, cũng đền một số tiền và cũng bị tước bằng lái xe, trong cái thời điểm đấy tôi cũng không làm ăn được gì. Bí quá thì cũng đi gọi là thôi thì cũng phải chấp nhận. Đấy là nói thật, khi là tôi đã biết rồi thì tôi phải chấp nhận. Mình cũng được mình tham lợi nhuận đúng không? Cái đấy là tôi công nhận là có, vì tôi đã biết rồi mà tôi vẫn làm. Sau hơn một tuần truy vết và theo dấu các đối tượng, đội cảnh sát hình sự công an huyện Mê Linh đã bắt giữ được các đối tượng liên quan. Vụ trộm xảy ra gây thiệt hại cho công trình nhà nước hàng chục triệu đồng kinh phí về đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, theo công an huyện Mê Linh, đây cũng là bài học cho công tác bảo vệ tài sản tại các công trình đang xây dựng trên địa bàn huyện. Qua cái vụ việc mà cơ quan công an huyện Mê Linh điều tra khám phá ra cái vụ mà trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn huyện Mê Linh, thì cơ quan công an thì cũng ra khuyến cáo đối với các cái chủ công trình xây dựng đang thi công là có cái biện pháp để bảo vệ cái tài sản của mình. Thứ nhất là có cái đội ngũ là bảo vệ các cái công trình đấy. Thứ hai là phải lắp đặt cái hệ thống camera an ninh giám sát để không bị thất thoát tài sản xảy ra. Còn đối với cả các công trình xây dựng của nhà dân thì quá trình xây dựng thì cũng đảm bảo cái công tác là phòng chống tội phạm, là các cái vật liệu xây dựng làm sao mà mình cất ở trong kho hay là có sự bảo vệ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mê Linh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Thắng cùng 3 đồng phạm là Nguyễn Bá Cường sinh năm 1996, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Văn Giáp cùng sinh năm 1984, cùng trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.